Ngay sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 5 người thiệt mạng vào tối mùng 4 tháng 10, sáng nay mùng 5 tháng 10, đoàn công tác Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trương đã về hai xã Thanh Liên, Thanh Nho thăm hỏi chia buồn với các gia đình bị nạn, đồng thời bước đầu trao hỗ trợ mỗi gia đình 8,4 triệu đồng. Các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc đều có gia cảnh khó khăn, tất cả đều là lao động chính cho gia đình, mất đi người chồng, người cha, không thể kể xiết nỗi đau thương vô bờ và sự thiếu vắng hụt hẫng của cuộc sống gia đình các nạn nhân trong suốt quãng thời gian còn lại. Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau, trong đó gia đình nạn nhân Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1992, trú tại xóm Yên Khai, xã Thanh Liên có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Vợ nạn nhân đã qua đời cách đây một năm. Hiện nay, con gái 5 tuổi sống phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ, sống dưới sự đùm bọc của bản đội. Sau khi thăm hỏi chia buồn với gia đình các nạn nhân, đoàn công tác huyện Thanh Trương tiếp tục trở lại hiện trường vụ tai nạn. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chính quyền địa phương hai xã Thanh Liên và Phong Thịnh cùng các ban ngành liên quan sớm khắc phục đoạn lan can bị gãy đổ để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện đi qua đây.